khởi động ngày mới cùng 5 phút crypto, video cập nhật nhanh tin tức thị trường tiền điện tử, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút mỗi sáng trên kênh YouTube của CryptoLickVN. Và sau đây, xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tây Ban Nha vượt mặt El Salvador về số lượng máy ATM. Quốc gia châu Âu Tây Ban Nha chính thức vượt mặt El Salvador, là nơi có mạng lưới máy ATM Bitcoin và tiền điện tử lớn thứ ba sau Hoa Kỳ và Canada. Dữ liệu từ Coin ATM Radar xác nhận rằng Tây Ban Nha hiện có 215 máy ATM, đại diện cho 0,6% số lượng cài đặt ATM tiền điện tử trên toàn cầu. Chỉ riêng trong năm 2022, Tây Ban Nha đã lắp đặt 43 máy ATM tiền điện tử và chia sẻ ý định lắp đặt tổng cộng hơn 100 máy ATM vào cuối năm, chiếm tổng số gần 300 máy ATM tiền điện tử sau khi hoàn thành. Hơn nữa, Tây Ban Nha là nước đóng góp cao nhất cho các máy ATM tiện tử ở châu Âu, chiếm 14,65% tổng số cài đặt ở châu lục này. Tiếp theo là Thụy Sĩ, 144 ATM, Ba Lan, 142 ATM và Romania, 135 ATM. Tiện điện tử hiện là sản phẩm tài chính ở Nam Phi. Nam Phi đã phát đi thông báo về việc công nhận tiện tử là sản phẩm tài chính nhằm giúp quốc gia này dễ dàng hơn trong việc giám sát các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tuyên bố được đưa ra khi các chính phủ trên toàn thế giới đang tăng cường thúc đẩy điều chỉnh quy định cho thị trường tiện tử nhằm bảo vệ người dùng khỏi các gian lận. Cơ quan quản lý Nam Phi khẳng định, mặc dù tài sản tiện tử không được phát hành bởi ngân hàng trung ương, nhưng có thể được giao dịch, chuyển nhượng hoặc lưu trữ điện tử cho các mục đích thanh toán, đầu tư hoặc các hình thức tiện ích khác. Ông Marius Reis, tổng giám đốc khu vực châu Phi tại nền tảng tiện tử Luno nhận xét, các yêu cầu cấp phép sẽ thúc đẩy tiêu chuẩn cao cho ngành, đặc biệt là liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể dễ dàng xác định những nhà cung cấp nào đã đáp ứng các yêu cầu quy định. Một lợi ích quan trọng khác là nó sẽ cho phép các cố vấn tài chính chính thức tư vấn cho khách hàng của họ về các khoản đầu tư tiện tử. Terra Classic tạo FOMO nhờ tên tuổi Elon Musk. Cộng đồng Terra Classic hiện đang tìm cách niêm yết LANSI trên nền tảng giao dịch lớn để tăng tỷ lệ đốt LANSI. Robinhood trong một tweet vào thứ sáu đã hỏi người dùng về loại tiện tử mà họ muốn nền tảng liệt kê tiếp theo. Cộng đồng đã tận dụng cơ hội để điền vào các nhận xét đề xuất liệt kê LANSI. Bên cạnh đó, một bản kiến nghị trên chain.org đã được cộng đồng Terra Classic bắt đầu vào tháng trước để đưa LANSI được liệt kê trên Robinhood. Tính đến thời điểm hiện tại, bản kiến nghị đã nhận được gần 7.000 chữ ký. Đặc biệt hơn, cộng đồng Terra Classic LANSI giao trong một tweet ngày hôm qua, thậm chí còn bày tỏ mong muốn rằng Elon Musk nên chấp nhận LANSI cho xe Tesla. Sau các động thái tạo FOMO trên, giá Terra Classic LANSI tăng hơn 6% trong 24 ngày qua và đạt mức cao nhất là 0,000241 USD. Nike kiếm được hơn 91 triệu USD tiền NFT. Báo cáo từ nhóm nghiên cứu Galaxy Digital, một công ty tài chính tập trung vào tài sản kỹ thuật số, cho biết tổng doanh thu kiếm được từ tiền bản quyền royalty cho các dự án NFT trên Ethereum là 1,8 tỷ USD. 10 dự án NFT hàng đầu đã thu về 489 triệu USD, tương đương 27% trên tổng royalty. Trong đó, những cái tên đình đám nhà Yuga Lab như Bored Ape, Mutant Ape và Order Right mang về 147,6 triệu USD. Theo sau đó là hãng đồ thể thao Nike khi kiếm được hơn 91,6 triệu USD, cao nhất trong số các thương hiệu Web2 hiện có. Tiếp theo là Adidas thu về 4,7 triệu USD, trong khi royalty của Gucci là 1,6 triệu USD. Bên cạnh đó, OpenSea, sàn giao dịch thống trị thị trường NFT, đã cho thấy sự tuột dốc so với các đối thủ cạnh tranh là X2Y2 khi cho phép người sáng tạo tùy chọn chiết khấu kể từ tháng 6 năm nay. Circle hợp tác với Axela đưa USDC vào cross-chain. Trong thông báo vào ngày 21 tháng 10, Circle, công ty đứng sau stablecoin USDC lớn thứ hai trên thị trường, đã công bố quan hệ đối tác với Axela, phát huy vai trò của USDC và các ứng dụng cross-chain Avalanche, Cosmos, Ethereum, Polygon và Sui sẽ là những chain đầu tiên được tích hợp với General Message Passing (GMP) của Axela. Động thái trên được công bố ngay sau khi Circle ra mắt giao thức cầu nối USDC của mình và tổng tiến công sang 5 blockchain mới vào tháng trước. Về bản chất, Circle giám sát và xác minh sự di chuyển của USDC giữa các chain, loại bỏ nhu cầu grab tài sản, GMP của Axela đưa quá trình này tiến thêm một bước nữa và cho phép các ứng dụng tích hợp cầu nối của Circle. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những sự kiện kinh tế nổi bật sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Đấu giá hối phiếu kỳ hạn 6 tháng của Hoa Kỳ sẽ được phát hành vào ngày 23 tháng 10. Ngày 24 tháng 10, GDP Trung Quốc quý 3 và niềm tin tiêu dùng của Hàn Quốc tháng 10 sẽ được công bố. CPI Singapore tháng 9 và chỉ số giá nhà tháng 8 sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 10.